Tiếp tục đi nào. 2. Khi chỉ làm việc tại hoặc gần, kể cả khi mang dụng cụ dây dẫn một pha của đường dây trên không điện áp từ 35 kV trở lên thì tại nơi làm việc chỉ cần tiếp đất dây dẫn của pha đó, với điều kiện khoảng cách dây dẫn của các pha không nhỏ hơn 2m đối với đường dây 35 kV, 3m đối với 110, 5m đối với 220 và 10m đối với 500, chỉ được làm việc ở dây dẫn của pha đã tiếp đất. Dây dẫn của hai pha không tiếp đất phải được coi như có điện. Rồi. Cái lưới 35 là cái lưới trung tính cách ly, được chưa? Cái lưới 35 là lưới trung tính cách ly, nên là nó mới có cái câu như thế này. Cái lưới 22 là không được như thế nhá. Tiếp tục nào. 3. Khi cùng làm việc ở nhiều vị trí trên một đoạn đường dây không có nhánh rẽ, phải làm tiếp đất ở hai đầu khu vực làm việc, khoảng cách xa nhất giữa hai bộ tiếp đất không lớn hơn 2 km. Nếu đoạn đường dây nói trên đi bên cạnh hoặc song song hoặc giao chéo với đường dây cao áp thì điều kiện có điện, thì khoảng cách xa nhất giữa hai bộ tiếp điện không lớn hơn 500m. Rồi, ở đây em chú ý thì ở đây là nó nói chuyên về cái độ đường dây. Từ đường dây thì nó sẽ có cái đường dây nó đi chung cột, đường dây song song. Thì đường dây song song đấy điện áp rất là cao, 110, 220, 500 rất là cao, được chưa? Nó sẽ cảm ứng sang của mình. Đấy, nên phải chú ý đây là này, nó nói chuyện về độ đường dây thôi. Cái này cũng không đi sâu đâu. Đây, nhưng mà hôm nào anh sẽ hỏi về cái này một chút. Rồi, tiếp tục đi. 4. Khi làm việc tại khoảng cách vượt sông lớn thì phải làm tiếp đất tại cột vượt và cột hãm liền kề ở cả hai phía. Rồi, tiếp. 5. Trong trường hợp đoạn đường dây có rẽ nhánh mà không cắt được giao cách ly thì mỗi nhánh phải làm bộ tiếp đất ở đầu nhánh. Rồi, dừng. Anh lấy ví dụ như trường hợp này. Đúng không? Chúng ta không tách được ra thì bây giờ mỗi nhánh này chúng ta sẽ phải làm một tiếp điện. Hoặc ít nhất nhá, để không tốn thì chúng ta làm đến đâu thì chúng ta tiếp điện ở nhánh đây. Được chưa? Cái đấy là em đang đọc, đó là phần về đường dây. Nhưng mà ở đây phần đây anh đang nói như này. Ở đây mình có thể nói anh lấy một trường hợp là thì cái thanh cái này chúng ta vẫn còn điện. Được chưa? Thanh cái này chúng ta vẫn còn điện, nhưng mà cái phần phía dưới này chúng ta chỉ làm ở phần phía dưới này. Đấy, ví dụ làm máy biến áp này, làm ở phần phía dưới này. Thì bây giờ chúng ta để làm cái phần phía dưới này thì chúng ta sẽ phải tiếp điện ở đây, đúng không? Thanh cái chúng ta có điện rồi, chúng ta không thể tiếp điện thanh cái được. Chúng ta phải hiểu như thế. Chứ không là bây giờ sau này đi làm thì cũng bảo tôi cứ phải tiếp điện thanh cái. Không được. Tiếp điện ở đây anh em phải hiểu tiếp điện để làm sao khi mà chúng ta làm việc an toàn. Thứ nhất là nó xả cái điện tích dư, được chưa? Cái thứ hai nữa là nó đảm bảo cho khu vực an toàn là khi mà thằng khác nó đóng điện đến cái phần mà mình đang làm thì nó bảo vệ an toàn cho mình. Đó là cái tác dụng của phần tiếp điện ở đây, chứ không phải là lúc nào mình cũng đi tiếp điện lên cái đâu nhá. Tiếp địa làm ở đâu thì tiếp địa ở đấy. Ví dụ mình khối lượng mình làm mình không có phần thanh cái, mình chỉ có phần của phía dưới này thì mình sẽ làm tiếp địa phần phía dưới này thôi, đúng không? Tiếp tục nào. 6. Đối với nhánh rẽ vào trạm, nếu dài không quá 200m phải làm một bộ tiếp địa đất ở phía đầu nguồn đến và đầu kia phải cắt bằng dao cách ly và máy biến áp. Rồi. 7. Đối với đường cắp ngầm phải làm tiếp địa ở hai đầu đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại mỗi đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại. Rồi. 8. Đối với đường dây bọc, nếu không tháo rời dây dẫn thì phải làm tiếp đất ở hai đầu khoảng rừng có nối dây dẫn trong khu vực làm việc. 9. Trong trường hợp làm việc trên đường dây hạ áp cho phép làm tiếp đất bằng cách chập 3 pha với dây trung tính và nối với đất. Tiếp tục nào, lắp và tháo tiếp đất nào. Cái này quan trọng nhá. Điều 15. Lắp và tháo tiếp đất. Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như sau. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc
4 an toàn điện trở lên và người còn lại phải có bậc 3 an toàn điện trở lên. Ok, tiếp tục. Khi lắp tiếp đất phải đấu nối một đầu dây tiếp điện với đất trước. Sau khi dùng xào cách điện hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp, để lắp đầu còn lại vào dây dẫn, tháo tiếp đất, làm ngược lại. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu lông, cấm vặn xoắn nếu đấu vào tiếp điện của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch dỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu lông, phải đóng cọc sắt hoặc đồng sâu 1 mét để làm tiếp đất. Đấy, đây nha, cái ý này khá là quan trọng. Khi mà chúng ta mà làm tiếp đất ấy, thì chúng ta phải bắt cái dây tiếp điện đầu tiên, được chưa? Chúng ta phải bắt cái dây tiếp điện đầu tiên, sau đó chúng ta mới gì dùng cái dây tiếp điện đấy chúng ta đi đấu tiếp đất cho từng phàng, không làm ngược lại nhé. Tức là chúng ta không cấm anh cậu cấm chỉ là chúng ta đấu từng pha một, xong chúng ta bắt đầu đấu tiếp đất. Biết tại sao? Lúc đấy là coi như chúng ta tự nối điện vào người luôn đấy. Sao vào có phải nó giật nước rồi đúng không? Quy trình là như sau. Câu này nó nói rất dài nhưng anh em để tóm gọn lại nội dung để anh em nhớ. Khi mà anh em làm tiếp đất đấy thì đầu tiên đấy, cái dây tiếp điện của chúng ta, các em phải kiểm tra thông mạch cho anh. Được chưa? Ba nó nối với nhau rồi, nó nối với một dây đất rồi, chúng ta phải kiểm tra thông mạch nội bộ cái một dây đất. Ok, thì bắt đầu khi chúng ta làm với đất đấy thì chúng ta sẽ phải nối với đất trước, nối với dây tiếp điện đấy với đất trước, sau bắt đầu mới dùng cái dây tiếp điện nối cho từng pha một. Được chưa? Khi cắt điện thì chúng ta làm ngược lại. Được chưa? Khi chúng ta tháo ra thì đấy là khi anh nói là cái nắp, khi chúng ta tháo ra chúng ta làm ngược lại. Tháo ra thì chúng ta sẽ phải tháo từ cái phần mà mình câu vào thành cái tháo ra trước, tháo từ ba ra trước, sau đó chúng ta tháo cái phần tiếp đất ra. Chưa? Nếu mà trường hợp từ này, nếu mà trường hợp mà cái vị trí mà chúng ta bắt tiếp đất ấy nó bị han dỉ đi chẳng hạn, nên là khi mà anh em làm tiếp đất anh em cũng phải để ý, chứ không phải là cứ nhìn lên tiếp đất là bắt đâu. Nó vị trí nó han dỉ chúng ta phải đánh cái han dỉ đi, hoặc là ít nhất là chúng ta lắp vào chúng ta phải day gọi đi để cho nó gì, nó tăng cái tiếp xúc lên, được chưa? Những cái lớp dỉ sét nó rơi ra nó tăng cái tiếp xúc lên, chứ không nếu mà chúng ta kẹp một lớp dỉ sét thì coi như là nó vô nghĩa. Dòng dò nó tản đi không kịp là chúng ta chết dở rồi, được chưa? Còn nếu trường hợp mà thì nó cái trường hợp mà nối đất cột bị hỏng này, khó bắt bu lông hoặc là phải đóng cọc ấy, thì chúng ta phải đóng cái cọc sâu 1 mét để làm tiếp đất. Dây tiếp đất di động là dây chuyên dùng bằng đồng hoặc kim trần hoặc bọc nhựa trong mềm nhiều sợi. Rồi. Tiết diện phải chịu tác dụng điện động nhiệt học không nhỏ hơn 16mm². Đấy, giờ mình thấy chưa? Cái tiết diện của dây tiếp điện của chúng ta nó có quy định, chứ không phải là không quy định nha. Tiết diện là không nhỏ hơn 16mm². Không nhỏ hơn. Còn chúng ta đương nhiên chúng ta dùng cái dây 500 cũng được, nhưng nó hơi to quá lãng phí. Được chưa? Hơi to lãng phí. Tiếp tục nào, sang cái mục làm rào chắn treo biển cảnh báo tín hiệu nào. Làm rào chắn treo biển báo tín hiệu. Điều 17, làm rào chắn. Rào chắn tạm thời để ngăn cách phần thiết bị có điện với nhau làm việc phải bằng vật liệu khô, chắc chắn như tre, gỗ, nhựa, tấm vật liệu cách điện. Khoảng cách từ rào chắn tạm thời đến phần có điện theo quy định khoản 2 điều 9. Rồi. Trường hợp đặc biệt, ở thiết bị điện cấp điện áp đến 15kV, rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện. Rào chắn như vậy phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và thử nghiệm dụng cụ an toàn ở thiết bị điện. Khi làm rào chắn loại này phải đeo găng tay cách điện, đi ổ cách điện hoặc đứng trên tấm thảm cách điện và thực hiện dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện. Rồi.
Rào chắn tạm thời phải đặt sao cho khi có nguy hiểm, người làm việc dễ dàng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Rồi. Điều 18. Treo biển báo tín hiệu. Ở bộ phận chuyển động của máy cắt, giao cách ly mà từ đó đóng điện đến nơi làm việc, treo biển cấm, quy định tại khoản 7 điều 10. Trên rào chắn tạm thời phải treo biển báo dừng lại, có điện nguy hiểm chết người. Trường hợp đặc biệt phải treo thêm tín hiệu cảnh báo khác. Ở thiết bị phân phối điện trong nhà, trên rào lưới hoặc cửa sắt của các ngăn bên cạnh, đối diện chỗ làm việc phải treo biển báo dừng lại, có điện nguy hiểm chết người. Nếu ở ngăn bên cạnh và đối diện không có rào lưới hoặc cửa các lối đi người làm việc không được đi qua thì phải dùng rào chắn tạm thời ngăn lại và treo biển báo dừng lại, có điện nguy hiểm chết người tại nơi làm việc. Sau khi tiếp đất phải treo biển báo làm việc tại đây. Rồi. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.